Hà Nội phát hiện 673 người mắc Covid-19, còn 234 ca điều trị tại viện. Sở Y tế Hà Nội cuối giờ chiều mùng 6 tháng 5 thông tin trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận 673 ca Covid-19, nâng tổng số bệnh nhân trong hơn 1 năm qua ở thủ đô lên hơn 1,59 triệu ca. Cụ thể, 673 bệnh nhân ghi nhận trong 24 giờ qua phân bố tại 207 xã phường thị trấn thuộc 29 trên 30 quận huyện thị xã. Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như Hà Đông 92, Đông Anh 72, Hoàng Mai 52, Hoài Đức 48, Nam Từ Liêm 47. Hiện còn 95.746 ca COVID-19 đang điều trị, theo dõi, trong đó có 234 người điều trị tại bệnh viện, số còn lại theo dõi tại nhà. Về tiêm vaccine cho nhóm trẻ từ năm đến dưới 12 tuổi, đã có hơn 148.000 trẻ em được tiêm mũi 1. Ngoài ra, hiện thành phố đã triển khai tiêm đủ mũi hai cho hơn 99% trẻ trong độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi. Thông tin các ca nhiễm mới Tính từ 16 giờ ngày 5 tháng 5 đến 16 giờ ngày 6 tháng 5, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.819 ca nhiễm mới, trong đó có 0 ca nhập cảnh và 3.819 ca ghi nhận trong nước, giảm 486 ca so với ngày trước đó tại 56 tỉnh, thành phố có 2.706 ca trong cộng đồng. Các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau, Hà Nội 673, Phú Thọ 292, Vĩnh Phúc 203, Bắc Ninh 174, Tuyên Quang 163, Nghệ An 145, Quảng Bình 129, Quảng Ninh 123, Bắc Giang 122, Nam Định 113, Yên Bái 107, Bắc Cạn 101, Lào Cai 94, Đà Nẵng 87, Hải Dương 79, Ninh Bình 77, Đắk Nông 73, Sơn La 69, Nam Bình 68, Thái Bình 65, Lạng Sơn 61, Thái Nguyên 59, Cao Bằng 54, Thành phố Hồ Chí Minh 47, Bình Phước 47, Hải Phòng 46, Hưng Yên 44, Hòa Bình 44, Hà Giang 41, Quảng Trị 41, Hà Tĩnh 39. Điện Biên 36, Thanh Hóa 34, Bà Rịa Vũng Tàu 32, Quảng Ngãi 30, Bình Định 25, Lai Châu 22, Bình Dương 18, Tây Ninh 18, Bình Thuận 16, Bến Tre 16, Long An 13, Vĩnh Long 13, Khánh Hòa 11, Thừa Thiên Huế 10, Phú Yên 9, Quảng Nam 9, Bạc Liêu 6, Kiên Giang 5, Trà Vinh 4, Đồng Nai 3, Cà Mau 3, Đồng Tháp 2, Hậu Giang 2, An Giang 1 và Cần Thơ 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó. Phú Thọ giảm 147, Lâm Đồng giảm 87, Vĩnh Phúc giảm 70. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó. Quảng Bình tăng 48, Đắk Nông tăng 35, Nghệ An tăng 28. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 3.696 ca trên ngày. Tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.670.570 ca nhiễm, đứng thứ 12 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, tức bình quân cứ 1 triệu người thì có 107.840 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư tính từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.662.820 ca, trong đó có 9.313.420 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này. Hà Nội 1.590.463, Thành phố Hồ Chí Minh 608.660, Nghệ An 482.350, Bắc Giang 385.581 và Bình Dương 383.496. Về tình hình điều trị, số bệnh nhân khỏi bệnh, bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 1.817 ca, tổng số ca được điều trị khỏi là 9.316.237 ca. Tổng số ca đang thở oxy là 480 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ là 380 ca, thở oxy dòng cao HFNC 50 ca, thở máy không xâm lấn 11 ca, thở máy xâm lấn 37 ca và ECMO 2 ca. Về số bệnh nhân tử vong, tính từ 17 giờ 30 ngày 5 tháng 5 đến 17 giờ 30 ngày 6 tháng 5, ghi nhận 6 ca tử vong tại Bà Rịa Vũng Tàu 5 ca trong 3 ngày, Đồng Nai 1 ca. Trung bình, số ca tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 2 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến, đến nay là 43.055 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 trên 227 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới so với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 trên 49, xếp thứ ba các nước ASEAN. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ, châu Á và xếp thứ tư trong các nước ASEAN.